Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh của Ngọc Giao Ban. Đi trên cung đường về Lâm Đồng để có thể giao chiếc ghế cho chị Phương. Thì đây là một chặng hành trình rất là dài của cơ sở 3 của Ngọc Giao Ban tại Sài Gòn. Thì cái đoạn này nó đang bị tắc và anh em Ngọc Giao Ban đã dừng chân. Và sau một thời gian rất là dài đến tận sẩm tối thì mới tới được tận nơi. Và đây là cái lúc anh em nhân viên Ngọc Giao Ban mang hai chiếc ghế, đó là chiếc Panasonic MA97 và chiếc Panasonic MA058 để gia đình chị Phương có thể lựa chọn được cái chiếc ghế cho mình. Thì các bạn cũng có thể thấy cái ngôi nhà của chị Phương rất là đẹp. Và hiện tại thì anh em Ngọc Japan thì trời cũng đã tối rất là nhiều, nhưng vẫn cố gắng bàn giao chiếc ghế một cách tốt nhất cho chị, để chị và gia đình có thể trải nghiệm và cũng như là lựa chọn ngay tại ngôi nhà của mình. Và sau quá trình Ngọc Giao Ban tư vấn thì chị cũng như gia đình đã quyết định là lựa chọn chiếc ghế Panasonic MA97. Thì đây là một trong những cái bản đầu tiên có con lăn ở lòng bàn chân. Thì các bạn có thể thấy cái ngôi nhà của gia đình chị Phương rất là đẹp. Nó tất cả đều bằng gỗ và trải những cái thảm. Thì thực sự đây là một trong những cái ngôi nhà mà rất nhiều người chúng ta cũng mơ ước. Nhưng thực sự là khi bước vào trong ngôi nhà như thế này thì mới thấy được cái giá trị của nó. Cũng chính vì vậy, đó cũng chính là lý do tại sao mà chị Phương lại tìm tới cái sản phẩm nội địa Nhật. Bởi vì chị vẫn mong muốn những cái sản phẩm chất lượng đặt trong ngôi nhà của mình. Và thực sự Ngọc Giao Ban rất là cảm ơn chị cũng như gia đình. Và chúc chị và gia đình sẽ luôn luôn mạnh khỏe.